Thưa quý vị, ngày 16 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc hoạt động không gian trải nghiệm lễ hội cá tra và sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp năm 2022. Không gian trải nghiệm lễ hội cá tra và sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp là một trong chuỗi hoạt động của lễ hội cá tra lần đầu tiên tại thủ phủ cá tra Hồng Ngự. Không gian trải nghiệm lễ hội cá tra lần này có trên 40 doanh nghiệp trưng bày các sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp và đặc biệt là có nhiều doanh nghiệp trưng bày các sản phẩm làm từ cá tra. Lễ hội là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm của mình đến người tiêu dùng trong và ngoài khu vực đồng bằng sông Cửu Long.